Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể tiêu diệt được con rối ma khổng lồ. Và không để các bạn chờ lâu nữa, bây giờ chúng ta let's go. Mình đã tập hợp được 500 anh em lại rồi. Ở đây có những dấu chân nè, bây giờ mình sẽ đi theo những dấu chân này. Ai, trời, hết rồi. Bây giờ mình sẽ bắt con cua để vượt qua cái hố này. Cố lên, qua được rồi. Nhưng mà 500 anh em lại rớt xuống. Trời ơi, con rối ma xuất hiện rồi, chạy thôi. May quá ở đây có lối thoát rồi, chạy thôi. Yeah, thoát được rồi. Lần này là con rối robot xuất hiện, mình phải leo lên trên này để trốn thôi. Con rối ma đã xuất hiện, nó đang tiến tới chỗ mình kìa. Giờ phải làm sao đây, chạy thôi. À, tìm chỗ trốn nhanh lên mới được. Lên nào, ôi da, dẹp lép như con tép. May quá, cửa mở rồi, chạy thôi, nhanh lên. Hình như con rối ma, nó đang sau lưng của mình. À, cuối cùng thì mình đã gặp được con rối ma nhện rồi các bạn. Cứu tôi với, nó đang phóng laser kìa. Không giỡn nữa, bây giờ mình phải tiêu diệt nó thôi. Nó đang phóng laser kìa, không sao, mình sẽ tiêu diệt nó. Đây là quả tên lửa cuối cùng. Yeah, tiêu diệt được nó rồi các bạn ơi. Và đừng quên để lại cho mình một like. Cảm ơn các bạn rất nhiều.